Xin chào quý vị và các bạn, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 diễn ra với thời tiết tương đối thuận lợi ở các tỉnh miền Bắc. Ngày hôm nay thủ đô Hà Nội cũng như các khu vực lân cận không còn bầu trời âm u, mưa rào rải rác nữa mà thay vào đó là trời nắng nhiều, ít mây, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời đêm nay thời tiết vẫn duy trì trạng thái mát mẻ nhờ gió đông đến đông nam ẩm từ biển thổi vào. một số nơi ở vùng núi và trung du vẫn còn có những cơn mưa rào nhẹ xuất hiện nhưng với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh. đặc biệt là ở tại thành phố Hạ Long nơi diễn ra Carnival 2016 trong ít phút nữa, thời tiết được dự báo là ít có khả năng mưa, lại thêm gió biển hiền hòa nên tiết trời khá là dễ chịu thuận lợi cho người dân và du khách vui chơi trong dịp lễ hội này với nhiệt độ tối nay ở vào khoảng là là 27 độ. Sang đến ngày mai thì vùng thấp nóng ở phía Tây sẽ mở rộng và bao trùm toàn Bắc Bộ và sẽ tạo ra sự tăng nhiệt đáng kể. Các tỉnh như là Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang sang đến Lào Cai, Yên Bái sẽ có mức nhiệt độ là từ 32 cho đến 34 độ. Trong khi đó thì các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La do nằm gần với vùng thấp nóng phía Tây hơn nên nhiệt độ có thể lên tới mức là 35 đến 36 độ. Nắng nóng không chỉ xuất hiện cục bộ mà lan rộng ra toàn khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Cá biệt với Sapa thì nhiệt độ ngày mai chỉ là 26 độ, thời tiết vẫn rất mát mẻ và ủng hộ các chuyến du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Các tỉnh đồng bằng và ven biển, trong đó có các điểm du lịch biển như là ở tại Hạ Long hay là Cát Bà Đồ Sơn, thời tiết nhìn chung khá là tốt, trời ít mây và có nắng cả ngày, độ ẩm và nền nhiệt độ không quá cao, mức nhiệt dao động vào ban ngày chỉ từ 29 cho đến 31 độ, một vài nơi cao hơn nên nhìn chung khá dễ chịu. Giữa trưa thì trời có lúc là hơi nóng đôi chút, nhưng đến chiều tối thì nhờ có gió đông đến đông nam thổi nhẹ nên cảm giác mát mẻ sẽ quay trở lại. So với miền Bắc thì ngày mai nắng nóng ở miền Trung sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, xuất dọc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Tần Phú Yên. Nhiều nơi sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất đều từ 35 cho đến 37 độ. Nắng nóng thường tập trung chính tại khu vực vùng núi và trung du ở phía Tây. Còn ở giải ven biển bao gồm các điểm du lịch nổi tiếng như là Sầm Sơn ở Thanh Hóa, Cửa lò ở Nghệ An, Thiên Cầm ở Hà Tĩnh, Nhật Lệ ở Quảng Bình, Cửa Tùng ở Quảng Trị và Lăng Cô ở Huế, nơi được điều hòa bởi những luồng gió biển thì thời tiết rất mát mẻ vào đêm và sáng sớm và chiều tối. Ban ngày trời có nắng nhưng nhiệt độ không quá cao, từ 32 cho đến 33 độ và chưa xuất hiện nắng nóng. Hoàn toàn thích hợp cho các hoạt động vui chơi tắm biển hay đi dạo trên biển. Lui hơn xuống phía Nam, các bãi biển như là Mỹ Khê ở Đà Nẵng, Cửa Đại ở Quảng Nam hay là Quy Nhơn ở Bình Định, Nha Trang Khánh Hòa hay là Mũi Né ở Bình Thuận, cũng như nhiều bãi biển khác thuộc phần cực Nam của Trung Bộ sẽ có nhiệt độ cao hơn một chút, song cũng không nơi nào vượt quá ngưỡng là 34 độ. Do vậy, đây cũng là những điểm đến vô cùng lý tưởng cho du khách đến từ khắp mọi nơi trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Nam Bộ cũng là nơi có khá nhiều điểm du lịch thú vị trong dịp này. Ngoài những hòn đảo xinh đẹp và nổi tiếng như là Phú Quốc, Côn Đảo, thì tham gia du lịch trên khu vực miền Tây Sông Nước cũng là một lựa chọn vô cùng lý thú. Tại đây thì chúng ta có thể trèo xuồng trong những kênh rạch, đi xe ngựa tham quan các vườn cây ăn trái hay là nghề truyền thống. Hay cũng có thể là đến với điểm cực nam của Tổ quốc là Mũi Cà Mau để hòa mình vào thiên nhiên của rừng U Minh Hạ, thưởng thức những món ăn đặc sản theo phong cách đậm chất miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên với dự báo ngày mai nam bộ tiếp tục là một ngày nắng nóng với mức nhiệt là từ 35 cho đến 37 độ. Thậm chí tại các tỉnh miền Đông có nơi còn lên tới trên 37 độ. Thì chúng ta cần phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt khi vui chơi trong điều kiện thời tiết nắng gay gắt này và cần mang theo nước uống để tránh bị mất nước khi đi du lịch và không nên vui chơi quá lâu dưới nắng tránh hiện tượng say nắng. Trên biển thì ở tại khu vực vịnh Bắc Bộ thì bắt đầu xuất hiện gió đông nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 gây ra tình trạng biển động. Còn ở tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và cả Trường Sa thì sóng yên biển lặng và cả hai khu vực này đều không mưa, tầm nhìn thoáng nên không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Như vậy là sau những cơn mưa rông thì miền Bắc và miền Trung bắt đầu nắng nhiều trở lại, nhiều nơi sẽ tái diễn nắng nóng. Trong khi đó thì Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng hạn. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!